Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên các bác một em họa mi đuôi xòe anh em nhá. Hot vẩy đuôi khiếu, bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Anh em nào mà bộ kết em họa mi này thì alo em nhá. Chim chúng chim này thì bộ to thuần khoảng 85-90% rồi các bác. Bóng bộ đầu mặt siêu đẹp luôn. Lông mới anh em nhá. Anh em về anh em chỉ được chăm và chơi thôi anh em ơi. Đấy, một chú chim hot vẩy đuôi rất là đẹp các bác ạ. Đấy, đầu mặt đẹp, họa nét các bác ạ. Dáng cực kỳ là ok luôn. Các bác nhìn con chim này có đẹp không các bác? Anh em nào bộ kết thì anh em alo cho em nhé. Bóng bộ rất là đẹp luôn các bác. Mắt xanh à, chim khoảng tầm hơn 25 lồng rồi các bác. Một chú chim họa mi có cái bóng bộ cực kỳ là đẹp. Và đặc biệt là nó vẩy đuôi khiếu các bác nhé. Nó vẩy đuôi khiếu rất là ok luôn. À, ngoài chim ra thì anh em có cám chim anh em nhé. Cám thì có cám mi, cám khiếu, trào màu, chòe lửa, chòe than và cám tổng hợp. Anh em mà cần loài cám chim nào thì anh em có thể alo cho em nhé các bác nhé. Đấy, cám thì em bao chất lượng cho anh em luôn. Rất nhiều anh em sử dụng sản phẩm cám bên em rồi và anh em đều cho một cái kết quả rất là tuyệt vời. Thì anh em nào mà thấy cái sản phẩm cám anh em ok thì các bác có thể đặt thử 1-2 gói về anh em dùng thử. Nếu anh em mà cảm thấy ok thì anh em dùng ủng hộ em nhé các bác nhé. Vẩy đuôi khiếu quá đẹp luôn anh em ơi, còn xòe nữa chứ. Cao cầu. Đây em sẽ quay đầu mặt cho các bác xem này các bác này. Đầu mặt rất là đẹp các bác nhá. Đấy, họa nét. Mắt xanh. Lông con này còn chưa xong hẳn đấy anh em ạ. Đó, chân đây anh em ơi, chân đây. Chân móng mèo nha anh em nhá. Bản đuôi to xòe đẹp này các bác này. Đó, anh em nhá, anh em bộ kết anh em alo cho em nhá anh em nhá. Này. Em thử quay con là đuôi lắm và đuôi thiếu này. Cái con đấy à? À, chỉ thì nhớ về đó anh giúp được không? Anh xem đi, anh xem đi. Hai cái mà, hai cái con biết mà, hai cái ba cái.